Người có tài luôn được mọi người yêu quý và kính trọng. Tuy nhiên, cậy vào tài năng của mình mà ngạo mạn, thậm chí bất kính với chủ nhân của mình thì thường đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân mình và người thân. Đặc biệt người đó chính là Tào Tháo, một người nổi tiếng rất quý trọng và khao khát nhân tài. Nhưng chỉ cần làm trái ý của ông thì kết quả cuối cùng đều như nhau, đó là cái chết. Tào Tháo, Tào Aman là một trong những nhân vật chính trị và quân sự nổi tiếng của Trung Quốc. Mặc dù ông có tiếng là đa nghi và gian xảo, nhưng Tào Tháo vẫn được đánh giá là mưu lược hơn người. Tào Tháo nổi tiếng là người có lòng yêu mến người tài, và trong suốt cuộc đời, ông không ngừng tìm kiếm và sử dụng họ cho mục tiêu của mình. Điều này giúp ông luôn có được sự phò tá của những mưu sĩ hàng đầu thời bấy giờ. Tuy nhiên, việc một người như Tào Tháo rất khó chấp nhận để ai đó dám chống đối mình, đặc biệt là công khai. 1. Trần Cung. Trần Cung tự là Công Đài, sinh trưởng tại Đồng Quận, nay thuộc khu vực phía nam của huyện Tân, tỉnh Sơn Đông. Ông được miêu tả trong tác phẩm Điển Lược là một người cứng cỏi và mạnh mẽ. Khi còn trẻ, Trần Cung đã là nổi tiếng là người có tài. Danh tiếng của ông rộng khắp nên có nhiều danh sĩ nổi tiếng đương thời trong thiên hạ đến giao du kết bạn. Sự nghiệp của ông gắn liền với biến cố loạn lạc bắt đầu vào khoảng năm 190. Khi ông theo Tào Tháo, Trần Cung có công lớn trong việc giúp cho Tào Tháo là người làm chủ Duyện Châu bằng mưu kế hiệu quả. Tào Tháo không những có được thành Duyện Châu, còn có thêm được hàng chục vạn quân mà không mất công sức gì. Tào Tháo rất coi trọng tài năng và công lao của Trần Cung, quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết. Trần Cung cũng đã từng hy vọng cùng Tào Tháo tạo nên đại nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Tào Tháo lấy cớ trả thù cho cha là Tào Tung chết ở trong thành Từ Châu. Tào Tháo đã dẫn đại quân sang tiến đánh Từ Châu của Đào Khiêm, người mà ông cho là chủ mưu sát hại cha mình. Tào Tháo tiến đánh vào thành, không giết được Đào Khiêm, liền quay sang tàn sát dân chúng trong thành. Đến năm 194, sau khi chứng kiến Tào Tháo sát hại nhiều dân lành vô tội tại Từ Châu, Trần Cung cảm thấy thất vọng về con người của Tào Tháo, nên đã quyết định rời bỏ Tào Tháo để theo Lã Bố. Chuyện này cũng được ghi lại trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ. Do nghi ngờ và mất lòng tin về Tào Tháo, Trần Cung đã lợi dụng lúc Tào Tháo tập trung với cuộc chiến ở Từ Châu đã phản bội về điều quân cho Lã Bố. Tào Tháo sau đó phải từ bỏ Từ Châu và quay trở về để đối phó với Lã Bố. Sau một thời gian dài bị vây hãm, Lã Bố cạn kiệt lương thực và cuối cùng bị đẩy ra khỏi Duyện Châu, phải chạy trốn đến Hạ Bì, trung tâm của Từ Châu và tìm cách nương nhờ Lưu Bị. Vào năm 198, Lã Bố bị bao vây của đại quân Tào Tháo tại Hạ Phì và cuối cùng buộc phải đầu hàng để rồi bị Tào Tháo hạ lệnh hành quyết xử tử Lã Bố. Trần Cung cũng bị bắt sống cùng với Lã Bố. Tào Tháo liền nói với Trần Cung: "Trước đây ông theo ta, há chỉ có ngày hôm nay." Trần Cung đã thẳng thắn đáp lại: "Bản thân là thân tử lại phản bội, là con cái lại không hiếu thuận, xét theo đạo lý thì tôi phải bị dẫn đi hành quyết." Nghe vậy, Tào Tháo bày tỏ sự tiếc nuối và lo lắng: "Nếu ngươi qua đời, thần mẫu già của ngươi sẽ ra sao?" Trần Cung thở dài sâu sắc và trả lời: "Nghe nói, những kẻ muốn dùng hiếu để trị quốc sẽ không hại mạng cha mẹ người khác. Mạng sống của mẫu thân tôi giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của ngài. Tôi không còn cách nào khác để can thiệp." Tào Tháo tiếp tục hỏi về số phận của vợ con Trần Cung. Ông ta đáp lại: "Nghe nói, những người muốn dùng nhân để trị quốc sẽ không hại đến vợ con người khác. Mạng sống của vợ và con tôi cũng chỉ có thể do ngài quyết định." Nghe những lời này, Tào Tháo im lặng, không nói gì thêm. Sau một khoảng thời gian, Trần Cung yêu cầu được hành quyết để làm gương cho kỷ luật quân đội. Nói xong, ông bất ngờ chạy về phía trước và mặc cho binh sĩ ngăn cản, cũng không ngăn được cái chết của Trần Cung. Tào Tháo bất lực nhìn Trần Cung chết, chỉ biết siết chặt tay và nói: "Người yên tâm, mẹ già của ngươi sẽ như mẹ già của ta. Ta sẽ nuôi dưỡng và đưa tiễn bà ấy khi lâm chung." Tào Tháo rời lệ, buồn bã đi theo sau Trần Cung, người không hề quay đầu lại một lần. Sau cái chết của Trần Cung, Tào Tháo đã không quên lời hứa của mình. Ông đã cử người đưa mẹ của Trần Cung về phụng dưỡng cho tới khi bà qua đời. Con gái của Trần Cung khi đã trưởng thành cũng được Tào Tháo lo liệu chuyện hôn nhân. Sự quan tâm mà Tào Tháo dành cho gia đình Trần Cung thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả khi Trần Cung còn sống. Câu chuyện này không được ghi chép trong Tam Quốc Chí mà được nhắc đến trong Lã Bố truyện được Bùi Tùng Chi trích dẫn trong Điển Lược. 2. Hứa Dụ.
Hứa Du, sinh năm 1957 và mất năm 2004, ông được coi là mưu sĩ quan trọng nhất của Viên Thiệu. Trong những năm cuối của thời Đông Hán, Hứa Du tuy tài giỏi nhưng cũng là người có lòng tham và tư lợi cá nhân. Ông luôn bất đồng quan điểm với những mưu sĩ khác của Viên Thiệu như Điền Phong, Quách Đổ. Trong trận Quan Độ, khi diễn biến trận Thư Hùng giữa Viên Thiệu và Tào Tháo đang ác liệt, Hứa Du biết được Tào Tháo đang thiếu lương, hiền kế cho Viên Thiệu tiến công đánh gấp Tào Tháo. Nhưng khi đó Viên Thiệu đã nghi ngờ Hứa Du tham mô cầm quỹ xây phủ riêng nên không tin tưởng Hứa Du. Hứa Du sợ rằng con ở bên Viên Thiệu dễ rước họa vào thân nên đã quay lưng với Viên Thiệu để gia nhập vào hàng ngũ của Tào Tháo. Sau đó, ông đã đề xuất một mưu kế cho Tào Tháo nhằm tấn công kho lương của quân Viên tại Ô Sào, do tướng Thuần Vu Quỳnh, Quách Du Quỳnh cảnh giữ. Đây được coi là mưu kế khiến cho Viên Thiệu thảm bại trong chiến dịch giao tranh với Tào Tháo, cũng như khiến cho nhà họ Viên bại vong hoàn toàn. Sự xuất hiện của Hứa Du là bước ngoặt của trận Quan Độ. Nếu không có ông, kết cục có lẽ sẽ thay đổi. Vậy nhưng Hứa Du lại không đủ thông minh, ông không hiểu được bản chất gian hùng của Tào Tháo. Thế nên đã ỷ vào công lao to lớn, sau trận Quan Độ đã ăn nói ngông cuồng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chọc giận Tào Tháo mà rước họa vào thân. Cái chết của Hứa Du gây ra nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng do Hứa Du là bạn cũ và đã nhiều lần lập công lớn, nếu chỉ vì vài lời nói mà hành hình ông, Tào Tháo có thể bị mang tiếng là đố kỵ với những người tài giỏi có công. Vì vậy, việc Hứa Chử diệt Hứa Du có thể không chỉ là phản ứng bộc phát không kiềm chế được, mà có thể còn liên quan đến sự chỉ đạo ngầm từ Tào Tháo. 3. Chu Bất Nghi. Trong các sử sách Trung Quốc, thông tin về Chu Bất Nghi không có nhiều. Một phần do ông qua đời sớm ở tuổi 17 và không để lại nhiều dấu ấn lịch sử. Chu Bất Nghi có xuất thân dòng dõi quý tộc, là cháu của Biệt Giá Lưu Tiên, một tướng lĩnh dưới quyền Lưu Biểu. Ngay từ khi còn nhỏ, Chu đã thể hiện được trí tuệ và tài năng xuất chúng của mình. Sau này, ông được cậu mình là Lưu Tiên giao cho Lưu Ba, một nhân vật được đánh giá rất cao, thậm chí cả Gia Cát Lượng cũng từng thừa nhận là không bằng. Nhờ tài năng và gia thế, Chu Bất Nghi đã nhanh chóng nổi tiếng và Tào Tháo đã chú ý đến ông. Tào Tháo không chỉ đánh giá cao trí thông minh của Chu Bất Nghi mà còn so sánh tài năng ngang bằng với đứa con tài giỏi của mình, Tào Sung. Do đó, Tào Tháo đã tạo điều kiện để Chu Bất Nghi và Tào Sung kết bạn. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người họ đã khiến Tào Tháo càng thêm quý mến Chu Bất Nghi hơn. Sự ưu ái này không chỉ thể hiện qua những mối quan hệ cá nhân mà còn qua việc ủng hộ và tôn trọng mọi ý kiến của Chu trong các cuộc hội thảo và quyết sách quân sự. Các học giả Trung Quốc cho rằng Tào Tháo đã từng có ý định lựa chọn Tào Sung là người kế vị và lên kế hoạch xây dựng nên một đội ngũ phụ tá cho con trai mình sau này, trong đó có sự góp mặt của Chu Bất Nghi. Trong năm 206, khi Tào Tháo gặp khó khăn trong việc tiến công Liễu Thành, Chu Bất Nghi khi đó mới 14 tuổi đã đưa ra 10 kế sách, giúp quân Tào Ngụy nhanh chóng vượt qua được những khó khăn. Kể từ đó, vị thế của Chu Bất Nghi trong quân đội và triều đình ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, một sự việc đã khiến Tào Tháo không thể không cảm thấy bất mãn, đó là việc Chu Bất Nghi dám từ chối ban hôn của Tào Tháo khi ông được Tào Tháo hứa gả con gái mình cho. Theo các sử sách, Tào Tháo đã phải mở to mắt khi nhận được sự từ chối này từ phía Chu Bất Nghi. Dù vậy, Tào Tháo cuối cùng cũng đã không để sự việc ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ, bởi ông biết rõ tài năng của Chu Bất Nghi và mối quan hệ thân thiết giữa Chu và con trai của mình là Tào Sung. Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời Chu Bất Nghi xảy ra khi Tào Sung, người mà Tào Tháo đã ấn định là người kế nghiệp, bị bệnh nặng và qua đời vào năm 208 khi mới 12 tuổi. Sự ra đi của Tào Sung đã gây ra nỗi đau sâu sắc cho Tào Tháo, bởi ông đã kỳ vọng rằng con trai mình sẽ tiếp nối và phát huy cơ nghiệp mà ông đã gây dựng. Chu Bất Nghi từng được Tào Tháo coi là thiên tài, nhưng sau cái chết của Tào Sung, ông đã trở thành cái gai trong mắt của Tào Tháo. Thần đồng mới 17 tuổi này đã trở thành một mầm họa trong mắt của Tào Tháo. Dù chưa có nhiều thành tích lớn, nhưng một số sử gia Trung Quốc đã so sánh Chu Bất Nghi với Tư Mã Ý, một trong những nhân vật lịch sử vĩ đại nhất. Khi Tào Tháo có ý định diệt trừ mầm họa Chu Bất Nghi, Tào Phi biết chuyện và vội vã ngăn cản cha mình. Tào Tháo chỉ đáp lại: "Người này không phải là kẻ mà con có thể khống chế." Qua lời này, Tào Phi hiểu được rằng cha mình Ngụy Vương đã nhận thức được mối đe dọa tiềm ẩn từ một thiên tài bất trị như Chu Bất Nghi. Vào năm 209,
Tào Tháo đã sai sát thủ ám sát Chu Bất Nghi, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của một nhân tài trong thời Tam Quốc. Nguyên nhân Tào Tháo phải âm thầm ra lệnh giết Chu Bất Nghi là bởi dù mới 17 tuổi và chưa từng giữ chức vụ nào, bởi danh tiếng của Chu đã vang dội khắp nơi, khiến Tào Tháo không thể công khai hạ bệ mà không có lý do chính đáng. 4. Dương Tu. Dương Tu, 175-219, tự là Đức Tổ, người Hoàng Nông, Hoa Âm, nay là Hoa Âm Thiểm Tây, được biết đến với trí tuệ sâu rộng và xuất thân từ gia đình quý tộc. Ban đầu, Dương Tu làm hiếu liêm, nhờ tài năng và sự nhanh nhẹn của mình dần dần thăng tiến đến chức chủ bộ, trở thành một trong những thủ hạ thân cận của Thừa tướng Tào Tháo. Ngày càng có quyền lực trong tay, Dương Tu gần như nắm giữ mọi công việc quan trọng trong triều đình, từ trong ra ngoài, trong thời gian Tào Tháo bận rộn với các công việc chính trị và quân sự. Ông được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất tại triều đình lúc bấy giờ. Dương Tu cũng có mối quan hệ thân thiết với Tào Thực, là người con trai thứ tư của Tào Tháo. Trong cuộc đấu tranh giành ngôi vị thế tử kế nghiệp tước vị Ngụy Vương giữa Tào Thực và Tào Phi, Dương Tu đã về phe Tào Thực và muốn phò tá giúp Tào Thực là người kế nghiệp Tào Tháo. Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Dương Tu được miêu tả như là một người mạnh mẽ và đầy quyền lực, nhưng cũng bị nhiều người căm ghét, trong đó có Tào Tháo. Sự thông minh và khả năng luận chữ Hán của Dương Tu thường xuyên khiến ông gây ấn tượng không tốt với Tào Tháo. Trong một lần đi khảo sát phủ đệ đang xây dựng sắp hoàn thiện, khi Tào Tháo đang đi thăm vườn cảnh và viết chữ hoạt trên cổng, Dương Tu đã lập tức chỉ thị phá bỏ cổng để làm nhỏ lại. Khi được hỏi, ông giải thích rằng mình làm theo ý Tào Tháo, chỉ ra rằng chữ hoạt nằm trong chữ môn tạo thành chữ khoát, có nghĩa là quá rộng, nên cần phải phá đi và xây lại cho phù hợp. Mặc dù Tào Tháo tỏ vẻ hài lòng bên ngoài, ông lại cảm thấy không vui vì Dương Tu đã hiểu và phản ánh suy nghĩ của mình qua hành động đó. Trong một sự kiện, khi Tào Tháo nhận được một hộp bơ và viết lên đó, nhất hợp tổ, Dương Tu đã lấy ra và chia cho mọi người một miếng. Khi được hỏi, Dương Tu giải thích rằng nhất hợp tổ có nghĩa là nhất nhân nhất khẩu tổ, mỗi người một miếng bơ. Một lần khác, khi ở nhà Thái Diễm, thấy Thái Ấp viết 8 chữ Hoàng Quyền Ấu Phụ, Ngoại Tôn Tề Cữu trên mặt sau bia mộ Tào Nga. Mọi người không hiểu ý nghĩa, chỉ có Dương Tu giải thích được là tuyệt diệu hảo từ, từ ngữ hay tuyệt diệu. Đặc biệt, khi Tào Tháo muốn đánh giá hai con trai của mình, ông lệnh cho họ ra khỏi Nghiệp Thành, nhưng bí mật lệnh cho lính giữ cổng thành không cho họ ra. Tào Phi bị chặn lại, còn Tào Thực giết lính để ra ngoài. Tào Tháo cho rằng Tào Thực có tài hơn, nhưng thực tế đó là kế hoạch của Dương Tu giúp Tào Thực. Những sự kiện này cho thấy Dương Tu là người rất hiểu Tào Tháo, nhưng không ngờ chính tài năng này của ông đã khiến ông bị giết chết. Trong giai đoạn Tào Tháo có cuộc giao tranh với quân Thục Hán của Lưu Bị, thời gian giao chiến kéo dài mà kết quả đang bất lợi cho Tào Tháo. Tào Tháo cảm thấy chán nản và muốn rút quân, nhưng ngại mất mặt trước ba quân, quần thần. Vào buổi tối, Hạ Hầu Đôn đến xin khẩu lệnh ban đêm. Tào Tháo do dự rồi nói, kê lặc. Hạ Hầu Đôn bối rối hỏi Dương Tu. Dương Tu giải thích rằng đó là lệnh rút quân, biểu thị qua từ gân gà, ám chỉ sự co lại, rụt rè. Dương Tu với một nụ cười to đã nói với Hạ Hầu Đôn rằng ông nên chuẩn bị gói ghém đồ đạc vì trong 3 ngày tới Tào Tháo sẽ ra lệnh rút quân. Dương Tu giải thích rằng khẩu lệnh gân gà phản ánh tâm trạng lưỡng lự của Tào Tháo, vừa muốn rút quân nhưng cũng không muốn bỏ cuộc, giống như gân gà, ăn thì không có thịt nhưng bỏ đi lại thấy tiếc. Quả nhiên không lâu sau đó, Tào Tháo đã có lệnh rút quân về kinh. Việc Dương Tu đoán được ý định này khiến Tào Tháo cảm thấy tức giận và tìm cách để loại bỏ ông. Vào năm Kiến An thứ 24 năm 219, mùa thu, Dương Tu và Tào Thực trong tình trạng say rượu đã đi qua từ Mã Môn và xúc phạm bộ hạ của Tào Trương. Khi việc này đã được trình lên, Tào Tháo đã lấy cớ Dương Tu tự cao tự đại và tiết lộ bí mật quân sự để ra lệnh xử tử ông. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cái chết của Dương Tu diễn ra sớm hơn một chút. Sau khi ông giải mã thành công ý nghĩa của kê lặc từ Tào Tháo, và khi sự việc này truyền đến tai Tào Tháo, ông đã tức giận và tìm cớ là Dương Tu phao tin gây rối lòng quân để xử tử ông. Tội danh làm rối loạn lòng quân chỉ là cái cớ để giải quyết Dương Tu. Thực chất là do ông ta luôn muốn thể hiện mình hơn người, luôn tỏ ra thông minh hơn. Dương Tu tuy có tài, nhưng thường sử dụng nó để tỏ ra mình vượt trội hơn Tào Tháo và thường xuyên bóc trần các mưu kế và ý tưởng của Tào Tháo. Điều này đã khiến ông trở thành một mối đe dọa
trong mắt Tào Tháo và cuối cùng dẫn đến cái chết của mình. 5. Tuần Úc. Tuần Úc vốn là danh sĩ ở đất Dĩnh Xuyên, xuất thân trong một danh gia vọng tộc có tiếng. Ban đầu, Tuần Úc là mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu. Tuy nhiên họ Viên năm xưa dù có nhiều thủ hạ nhưng lại chẳng có được mấy người tài năng. Đây cũng là một trong những lý do khiến Tào Tháo năm xưa không muốn đứng chung một chiến tuyến với Viên Thiệu. Về phần Tuần Úc, có lẽ ông cũng đã sớm nhìn ra được điều này. Sau đó lại vừa hay có duyên tương ngộ với Tào Tháo. Vì vậy liền quyết định đầu quân cho vị quân chủ Văn Võ Song Toàn, lòng ôm chí lớn ấy. Trong suốt một khoảng thời gian dài, Tào Tháo vô cùng coi trọng Tuần Úc, đặc biệt là vào giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp. Vị mưu sĩ họ Tuần ấy đã từng được quân chủ giao quyền quản lý hậu phương. Tuy nhiên, Tuần Úc mặc dù luôn hỗ trợ Tào Tháo, nhưng bản thân ông vẫn xem mình là một thần tử trung thành của nhà Hán. Thực tế, lòng trung thành của ông đối với nhà Hán còn lớn hơn so với Tào Tháo. Vì vậy, khi Tào Tháo muốn xưng vương, Tuần Úc đã kiên quyết phản đối. Khi Tào Tháo cuối cùng cũng xưng vương, Tuần Úc cảm thấy rất mâu thuẫn, không biết làm gì cho đúng. Ông càng thêm thất vọng khi nhận ra rằng dã tâm của Tào Tháo ngày càng lớn và không có ý định phục hưng nhà Hán. Tuần Úc nhận thấy rõ tương lai mà ông không mong muốn sẽ sớm xảy ra. Sự kiện đánh dấu điểm ngoặt cuối cùng là khi Tào Tháo gửi cho Tuần Úc một hộp quà rỗng. Sự thông minh của Tuần Úc giúp ông nhận ra rằng đây là thông điệp muốn ông tự xử mình, bởi ông đã trở thành trở ngại trong việc Tào Tháo xưng vương. Không lâu sau đó, Tuần Úc đã quyết định tự tử một cách bí ẩn. Tuần Úc nổi bật không phải vì khả năng lập kế hoạch chiến lược mà ở sự quyết đoán và khả năng quản lý của ông. Những tố chất này đã từng giúp Tào Tháo vượt qua những thất bại. Suốt đời, Tuần Úc trung thành với nhà Hán và sự tự sát của ông khi nhận ra rằng nhà Hán không còn cơ hội phục hồi chứng tỏ lòng trung thành này. Ngay sau cái chết của Tuần Úc, Tào Tháo đã tiến thêm một bước nữa bằng việc tự phong mình là Ngụy Vương và thành lập Ngụy Quốc. Nếu Tuần Úc đã chọn việc ủng hộ Tào Tháo một cách triệt để, có lẽ lịch sử đã khác. Việc từ Mã Ý soán quyền và cuộc tranh bá thiên hạ của Tào Tháo rơi vào tay người khác có thể đã không xảy ra.